Tô Lâm có tật giật mình, sợ tổng trọng, giả chết bắt quạ, không khảo mà khai. Những đồn đoán về sức khỏe của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng của Đảng Cộng sản Việt Nam sau hơn nửa tháng vắng mặt đã dần dần có những câu hỏi. Trong thể chế chính trị ở Việt Nam hiện nay, ông Trọng là người đứng đầu của Đảng Cộng sản và cũng là người nắm giữ quyền lực cao nhất. Vào ngày 12 tháng 1, một số hãng truyền thông quốc tế nổi tiếng như BBC, Reuters, Bloomberg đã chính thức loan tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phải nhập viện cấp cứu. Một hãng thông tin tiết lộ, ông Nguyễn Phú Trọng đã phải nhập viện từ đầu tuần vì một căn bệnh chưa xác định, theo hai quan chức ẩn danh. Vẫn theo hãng tin này, họ không có điều kiện xác định ngay lập tức mức độ nghiêm trọng của bệnh. Công an tỉnh Vĩnh Phúc của Việt Nam phản bác tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua đời. Đáng chú ý, một bản tin trên trang nhất của đài tiếng nói nước Pháp Efi dẫn lời của truyền thông từ Berlin cho biết nhiều thông tin chi tiết về tình trạng sức khỏe của lãnh đạo đảng cộng sản Việt Nam và cụ thể là ba nguồn tin khác nhau của chúng tôi cho biết ông Nguyễn Phú Trọng đã bị đưa vào cấp cứu tại bệnh viện 108 bệnh của ông là bệnh viêm cúm A tình trạng sức khỏe của ông Nguyễn Phú Trọng hiện nay rất xấu thời tiết Hà Nội mấy hôm nay rất ẩm chất lượng không khí thì tồi lại cộng thêm đại dịch cúm a đang hoành hành rất mạnh người già như nguyễn phú trọng yếu sẵn rồi chịu không nổi nhưng đến mức như một số nơi nói là ông có thể ra đi ngay thì cũng chưa phải đại fi cũng cho hay và giải thích thêm như sau tuổi cao ông ấy phải truyền thêm cả máu và có thêm bệnh lý về tụy trong quá trình cấp cứu đã phải đặt nội khí quản để trợ thở vì cúm a mà ông bị tác động rất tệ đến phổi theo thông tin được biết các thiết bị y tế tốt nhất, các bác sĩ y tế tốt nhất cũng đang cố gắng cứu chữa. Chưa phải đến mức hôn mê mà chỉ mức cấp cứu tích cực. Tuy nhiên, ông căng thẳng vì công việc và ít được nghỉ ngơi. Tức là ông vẫn có những chỉ đạo với những công việc quan trọng mà phải có kiến của ông. Thời gian tới có hồi phục được hay không, chúng ta phải theo dõi thêm. Theo giới quan sát đánh giá, đây có lẽ là một thông tin khá chi tiết và đã, đã giải tỏa được thắc mắc một số đông người Việt Nam trong và ngoài nước trước mặt cơn bão tin đồn rất khó kiểm chứng. Trong lúc truyền thông nhà nước Việt Nam im lặng, không đưa ra bất kỳ một thông tin hay lời giải thích nào để cải chính thì trên mạng xã hội bất ngờ xuất hiện một bản tin của công an tỉnh Vĩnh Phúc bác bỏ tin ông Nguyễn Phú Trọng qua đời. Ông Tổng Bí thư già nua của Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. Theo giới quan sát, Chiều ngày 13 tháng 1, trên trang Facebook Công an tỉnh Vĩnh Phúc xuất hiện một thông báo cho biết mạng xã hội TikTok các trang báo phản động đang xuất hiện các thông tin sai sự thật về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua đời, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vắng mặt đi chữa bệnh. Đây là các thông tin sai sự thật gây hoang mang dư luận, quý bạn đọc và nhân dân lưu ý. Công luận cũng nên thắc mắc, không biết tại sao đột nhiên cơ quan công an tỉnh Vĩnh Phúc một tổ chức trực thuộc Bộ Công an lại là tổ chức đứng ra bác bỏ tin đồn và làm công việc mà lẽ ra phải thuộc về các cơ quan chức năng nhà nước như Bộ Ngoại giao, Bộ Thông tin và Truyền thông hay Ban tuyên giáo trung ương của Đảng Cộng sản. Đây không phải là việc của Công an cấp tỉnh công bố. Vụ việc vừa kể cho một số người có nghi ngờ và thấy rằng nó có nét hao hao như vụ việc xảy ra vào trung tuần tháng 11 năm 2023, khi Công an tỉnh Thái Bình nhận lệnh của Bộ Công an tiến hành bắt giữ khẩn cấp cựu đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng. Vậy Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đang có tính toán gì? Khi mà trên mạng xã hội và các diễn đàn chính trị có nhiều ý kiến đánh giá cho rằng nhân sự thay thế cho Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, nếu như trong trường hợp ông Trọng không thể tiếp tục thực hiện chức trách thì chỉ có Bộ trưởng Bộ Công an là người có đủ kinh nghiệm, đủ quyền uy là người phù hợp nhất để kế nhiệm thậm chí có những ý kiến cho rằng trong trường hợp Tổng Bí thư, trụ cột chính của Đảng Cộng sản Việt Nam có vấn đề về sức khỏe, nếu không phải là Bộ trưởng Tô Lâm thay thế thì có thể có nguy cơ dẫn tới vỡ đảng. Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm một ứng viên sáng giá cho chiếc ghế Tổng Bí thư. Trong những ngày qua, cụm từ giả chết bắc quạ đã trở thành cụm từ hốt được sử dụng liên quan đến những nghi ngờ rằng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhập viện là điều có thật nhưng vẫn chưa qua đời và biết đâu ông Tổng Trọng cũng chơi chiều giả chết bất quả để do lòng ai đó xem họ có thái độ như thế nào một khi ông Trọng thật sự đi vào cõi vĩnh hằng Có hay không việc Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm có thật giật mình nhưng đã vội vã chỉ đạo Công an tỉnh Vĩnh Phúc, một tổ chức trực thuộc Bộ Công an đứng ra để phản bác những luận điệu của các thế lực thù địch, cho rằng Tổng Trọng đã chết để chứng tỏ lòng trung thành. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.d với bản tin Tô Lâm có tật giật mình, sợ tổng trọng, giả chết bắt quả, không khảo mà khai. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi Youtube và Facebook của Thời báo.d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo, chấm Bộ Quốc phòng triển khai kế hoạch chống Tô Lâm phản loạn với sự giúp sức của Trung Quốc. Những đồn đoán về sức khỏe của ông Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã được truyền thông quốc tế quan tâm. Một hãng tin quốc tế trong một bản tin ngắn đã gián tiếp xác nhận thông tin trên sau việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vắng mặt tại một số sự kiện ngoại giao quan trọng trong khoảng 2 tuần qua. Đây không phải lần đầu tiên vấn đề sức khỏe của Nguyễn Phú Trọng trở thành tâm điểm của dư luận. Trước đó vào ngày 14 tháng 4 năm 2019, ông Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã từng được cho là đột quỵ trong chuyến thăm công tác làm việc tại Kiên Giang, quê nhà của ông Nguyễn Tấn Dũng. Hình chụp tại cổng bệnh viện quân đội 108. Vào ngày 13 tháng 1 năm 2024, theo giới thạo tin cho biết, ông Trọng đã rơi vào hôn mê. Theo đó, thông tin cho hay buổi chiều muộn vào 26 tháng 12, sau khi dự đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 8. Ông Trọng đã có vấn đề về sức khỏe và lập tức được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Quân đội Trung ương 108. Tại đây, Tổng bí thư Trọng được chuẩn đoán bị nhồi máu não và được đưa vào khoa hồi sức cấp cứu. Đây là thông tin được lan truyền. Các nguồn tin cho biết ông Trọng bị tai biến tái phát lần thứ hai, sơ bộ các bác sĩ chuyên khoa chuẩn đoán xuất hiệu não bán cầu phải. Sau đó diễn biến tình hình ông Trọng mỗi ngày một xấu đi, bất ngờ chuyển nặng, tỉnh rồi mê, mê rồi tỉnh, sau cùng rơi vào hôn mê. Các bác sĩ tiêm lượng là vô cùng xấu. Được biết trong suốt cả tuần qua, người dân đã thấy lực lượng quân đội và công an rất đông, lập chốt phong tỏa lối ra vào bệnh viện 108. Cũng có những thông tin khác cho rằng ông Trọng bị cúm A và phải nằm máy trợ thở. Ở khoa A2 tổng, bí thư nằm điều trị ở tầng 11, tất cả các lối ra vào đều bị phong tỏa. Theo đó, tuyến kiểm soát vòng ngoài do Bộ Công an chịu trách nhiệm, còn vòng trong cùng kể từ vị trí cầu thang số 6 dẫn lên các lầu, được lực lượng Tổng cục 2 tỉnh báo quân đội đảm trách. Chỉ những ai có thể đặc biệt mới được phép ra vào. Tại phòng điều trị của Tổng bí thư, khách tới thăm chỉ được tiếp xúc qua màn hình trực tuyến do quân đội kiểm soát. Đây cũng là thông tin được mạng xã hội lan tỏa. Việc Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đột ngột có vấn đề về sức khỏe, trong khi kế hoạch nhân sự, kế hoạch nhiệm chức của Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn chưa được ngã ngũ. Nếu ông Trọng có mệnh hệ gì thì ra đi đột ngột thì ai sẽ là người thay thế ông nắm giữ chức vụ đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam là câu hỏi lớn mà các lãnh đạo cấp cao của Đảng đang đặt ra. Tổng bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Nguyễn Phú Trọng, mặc dù đã rất già nhưng ông vẫn cố ngồi đến 3 nhiệm kỳ. Nó sai trái với điều lệ của Đảng. Trong một động thái mà giới quan sát cho thấy là khá bất thường, Ngày 9 tháng 1, Bộ Tư lệnh Quân khu Thủ đô Hà Nội bất ngờ khai mạc tập huấn công tác quân sự quốc phòng năm 2024. Giới quan sát cho rằng dường như lãnh đạo Bộ Quốc phòng đang triển khai một kế hoạch chống đảo chính. Việc này đã từng xảy ra trước đây khi ông Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng có ý định phản loạn. Nhưng kế hoạch của ông Phùng Quang Thanh đã bị từng cuộc năm tình báo của Bộ Công an dưới thời ông Bộ trưởng Trần Đại Quang phát hiện. Đây là nhờ có sự cảnh báo của cơ quan tình báo Mỹ tại thời điểm đó. Đó là lý do về sao có sự kiện sáng ngày 3 tháng 7 năm 2015, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội bất ngờ tổ chức lễ bàn giao chức tư lệnh chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội theo các quyết định của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng. Cụ thể, Trung tướng Phí Quốc Tuấn tư lệnh và Trung tướng Lê Hùng Mạnh chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội bất ngờ nhận quyết định nghỉ hưu. Đồng thời, Bộ Quốc phòng đã ra lệnh bổ nhiệm Thiếu tướng Nguyễn Doãn Anh, Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội lên giữ chức Tư lệnh Thiếu tướng Nguyễn Thế Kiết, Phó Chính ủy giữ chức Chính ủy thay thế. Đáng chú ý trong lần này, Bộ Quốc phòng yêu cầu Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tổ chức sự kiện tập huấn công tác quân sự quốc phòng năm 2024 trước một ngày sau khi chuyến thăm của Thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc Trần Tư Nguyên. Chuyến thăm của ông Trần Tư Nguyên cũng khá bất ngờ và ông được Bộ trưởng tô Lâm hội kiến và nhờ vả. Chiều ngày 10 tháng 1, Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Trung Quốc đã phối hợp tổ chức hội nghị đối thoại cấp thứ trưởng về an ninh chính trị lần thứ nhất. Đồng thời, hai bên đã ký văn bản, bản ghi nhớ hợp tác về an ninh chính trị giữa hai bộ Công an của hai nước. Theo giới quan sát, đây là các biểu hiện mờ ám và rất đáng nghi vấn trong bối cảnh có những đồn đoán cho rằng Ban lãnh đạo Bắc Kinh sẽ ủng hộ một nhân sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam theo đó bộ trưởng bộ công an tô lâm được chọn là người thay thế ông nguyễn phú trọng trên cương vị tổng bí thư thứ trưởng bộ công an trung quốc trần tư nguyên bất ngờ sang thăm việt nam và được bộ trưởng tô lâm hội kiến một nguồn tin cho biết lãnh đạo bộ quốc phòng đã đặt ra nhiều câu hỏi về đề nghị bộ công an trả lời bằng văn bản cụ thể việc hợp tác giữa bộ công an việt nam và bộ công an trung quốc là hợp tác về vấn đề gì Thứ hai là tại sao là lần thứ nhất và vì sao lại diễn ra ngay vào thời điểm nhạy cảm này và việc này Bộ Công an đã báo cáo với Tổng Bí Thư và Bộ Chính trị hay chưa? Cũng xin nhắc lại vào ngày 10 tháng 1, trang Facebook của Đảng Việt Tân đưa ra lời bình đáng chú ý như sau. Tô Lâm là nhân vật có tham vọng lớn, là một trong những người được dư luận cho rằng y là một trong những đồ tể Nếu y thành công lật đổ được Nguyễn Phú Trọng thì dân càng khổ hơn liệu tuyến phòng thủ cuối cùng của bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang có ngăn được tham vọng muốn làm tổng bí thư của ông Tô Lâm hay không. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình trực tiếp của Thời báo.d với bản tin Bộ Quốc phòng triển khai kế hoạch chống Tô Lâm phản loạn với sự giúp sức của Trung Quốc. Quý vị và các bạn có thể chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới Trung Khoa Thời Báo. Đ.